chân to, bắp tay to, đi biển mặc gì? Bấm đào hoa luôn nha. Đây nè, bấm nó nào. Sắp lạnh rồi, mua áo phao đây. Đây có phải là chiếc váy mà các bạn học sinh đang tìm kiếm, đáp ứng đủ 3 tiêu chí: lịch sự, rẻ, dễ mặc. Thế thì em uống gì nè? Một đêm đã không đường và một người yêu thương không đáp. Em chẳng cần những câu ngọt ngào, chỉ cần đừng là đi yêu thương em khóc cho. Một đêm đã không đường. Quần đi học cho sinh viên, đã học sinh phần 8, dáng bếp ghi. Có cặp lưng chôn, chất tiết mưa dày dặn. Mặc em này phải nói là chân cực kỳ thẳng luôn. Mình cao 1m58, mặc size S chiều dài đến mắt cá chân nha. Chị review mẫu áo như thế mà hạt rẻ đi. Rẻ hơn 5 lần cho em luôn nhá. 99.000, cũng là nhỉ ra cá nha. Về đường may thì không chê vào đâu được. Chỉ có điều là mỏng hơn cái áo 450 kia một chút thôi, nhưng mà vẫn cực kỳ đủ ấm nha. Áo này thì free size đến 75 cân lận, có 99.000. Mặc gì để 1m5 cao như 1m8 chất không? Quá nên phải múc ngay về review cho chị em. Đấy, quay cận chất cho các bà này. Chất len tăm mặc ấm cực kỳ, lên dáng ôm vừa vặn thoải mái lắm nhá. Em này thì có ưu điểm dễ mặc, đi đâu cũng mặc được hết đấy. Nói chung em này duyệt các bà nhá.